Hello, em chào các bác nha. Hello ạ. Có ai đang ở đó không? Chưa thấy ai. Ai anh Tuyến ơi, em chào anh Tuyến nhá. Em chào anh Tuyến, em chào anh Phương Nguyên. Có điện thoại em có wifi không? Em chào mọi người, nhờ mọi người chia sẻ bài cho em lại like tiếp đây ạ. Chào Vì Thương em. Hello, lâu lắm mới nhìn thấy Vì Thương em. Áo gì? Chào Quyết, chào anh Khiêm. Chào anh Đỗ Mạnh Hải. Chào anh Tân Liệt Dũng. Ôi tên hay thế. Chào tất cả mọi người nhé. Chào Roco, chào anh Nguyễn Kiên. Chào anh Nguyễn Kiên, chào anh Tiến, chào anh Hải Bùi, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Chị chào Ngọc Hân nhá. Chào Văn Trung Nguyễn ạ. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Đi đâu đấy? Chào anh Lê Huy Mạnh. Đây em bán chậu 5 cánh trắng mũi hồng nhá. Em bán chậu 5 cánh trắng mũi hồng. Ôi mọi người chia sẻ bài giúp em hay là chơi game cho nó sôi động nhỉ? Vâng, chào anh Việt Lê. Chào anh Việt Lê. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Anh Việt Lê. Hân ơi, cảm ơn em nhá. Chia sẻ bài cho chị đi. Thân nù có một thân to dài không em? Có anh ạ. Ôi dồi ôi, thân một thân to dài thì còn nhiều lắm anh ạ. Ôi còn nhiều lắm anh ạ. Để em lấy cho anh một thân to dài à. Đây. Chào anh Hiệp Mai, nhờ mọi người mỗi người chia sẻ bài cho em một nút nhá. Mọi người chia sẻ lên lên bao nhiêu nhỉ? Lên cho anh em một cây dài nù. Đây, có cây dài nù anh soạn ạ. Gieo hạt anh cái mô anh ơi, cái này là cây gieo hạt anh Việt Lê nhá. Chào Kha Vương. Chào anh Đinh Huy Hưng đây ạ. Chậu như này. Chậu 5 cánh trắng mũi hồng. Mặt bông đây ạ. Vâng, em cảm ơn anh Tiến Sumo nhé. Em cảm ơn anh Tiến Sumo. Lâu chả thấy anh Tiến Sumo ủng hộ em gái cái gì thế. Buồn ghê. Mọi người, anh Hiếu chia sẻ bài giúp em nhé. Chào anh Nguyễn Văn Phương ạ. Đây, mặt bông mũi hồng đây ạ. Cây mẹ là cây mũi hồng này nhé. Chào anh Phan Hồng Quân, chào Phạm Ngô Gia Hiếu đây. Em bán là 100.000 một chậu này, 180.000 hai chậu. 180.000 hai chậu, 250.000 ba chậu nhé. Và 5 chậu thì em free ship. Ngọc Ngọc Hân ơi, chị đang đóng hàng rồi, chị đang đóng hàng rồi, em bảo bạn em qua đi. Vâng, cảm ơn anh Thanh Nguyễn. Đây một chậu thân nù dài đây anh Chu Soạn. Chậu thân nù dài đây ạ. Anh ơi, cái này là có phải là rừng đâu anh? Cái này có phải là rừng đâu anh? Cái này là cây gieo hạt mà không phải là rừng đâu. Đây anh Chu Soạn đây, chậu này thân dài nù đây ạ. Chậu này là được 42 gang nhé, 40 cm. Chậu này mở hàng 190k cho anh này. 150k hai chậu bán sao anh? Hàng hạt anh Trần Minh ơi. Hàng hạt nhé. Chậu này 190k này, nù dài này. Anh Soạn có ok chậu này không? 180.000 hai chậu. Chậu này to rồi nhá mọi người. Cái này là sắp có hoa bói rồi. Cái dòng này nó rất là siêng hoa. Nó rất là siêng hoa anh Akira Hoan ạ. Nên là những cái chậu như này là nó xuống là đã bắt đầu có cho hoa bói rồi. Đây cho mọi người xem một cái chậu mà nó tầm này đã có ki nhá. Tầm dài tầm đấy là đã có ki rồi đấy ạ. Nó đã lên ki hoặc là nứt mắt hoa rồi. Chưa xem lại món hoa 5 cánh trắng. Vâng ạ. Cây này là cây 5 cánh trắng mũi hồng nhá anh nhá. Đây cây năm cánh trắng mũi hồng này. Đây nha anh.
Cái bông này độc quyền đấy ạ. Hoa đây, hoa hoa gì như nào? Ừ. Ừ em qua đi, em bảo bạn em qua đi, càng tốt đỡ phải gửi. Đây. Còn cái cây này thì mặt bông thì gọi là bông xổ số thôi anh nhá, tất cả đều là bông xổ số thôi. Có một số những cái mặt bông mẫu như này ạ. Nhà vườn đã có sổ ra một số cái mặt bông, một là bông tím đậm này. Hai là bông lưỡi trái tim này. Lưỡi trái tim và một bông sổ mới nhất là đây ạ. Lưỡi trái tim môi tuyết nhá. Chậu thân dài thì anh có ok không? Không, 4 phân là hoa khác anh ơi. 4 phân là cái gì ạ anh? Cái chậu nhỏ là hoa khác và chậu này là hoa khác nhá. Chậu dài, chậu to này là nụ di linh lai với cây đại ý thảo nhá. Ừ ok Ngọc Hân nhá, em bảo bạn em qua đi. Cây này, cây to này là nụ di linh lai với cây đại ý thảo này. Còn cây cây nhỏ này là cây năm cánh trắng mũi hồng nhá. Anh soạn không ok đơn đấy à? Sao em lại có cách viết khác lạ thế? Cách viết khác lạ là sao hả anh? Là anh Tuyến. Anh Tuyến ơi, cách viết khác lạ là sao anh nhỉ? Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Nay ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày hay là bao nhiêu? Em chào chị Dung Trần Tuyết nha. Chị ơi, tí nữa em gửi ship mang cây cho chị nhé. Em lên tiếp một chậu nù hai thân này. Năm cánh trắng mũi hồng đó em bán lẻ là 100.000 một chậu nhá. 180.000 hai chậu, 250.000 ba chậu. À 5 chậu thì em sẽ free ship ạ. 5 chậu thì em sẽ free ship nha. Em chào anh Nguyễn Khải. Đây em bán một chậu thân nù này. Đây nó có thể đứng thẳng lên nếu mọi người cho nó một cái que chống nhá. Sao em lại biết được thứ phải anh chị? Là do anh đang bị ngược thôi mà. Đây một chậu thân nú u này. Chậu thân nú u hai thân nú u nha. Chậu này em chốt 230k. Sao nóng quá nhỉ? Anh bật cho em to to cái quạt lên rồi. Em chào anh Bình, chào anh Mậu Cẩn đấy. Chậu này chậu nú u này, chậu giả hạt. Hàng tối qua gửi hết chưa chị? Em ơi, hàng tối qua thì chiều nay mới gửi được em nhá. Sáng nay mới đang đóng hàng em ạ, chiều nay mới gửi. Em có lấy thêm gì thì lấy. Vâng. Em cảm ơn chị Dung Trần Tuyết. Bán hết đây ạ. Chậu nù này. Đây là cây nù di linh. Cái gì ạ anh Nguyễn Tú? Nù đó hoa không? À nù này thì có một số mặt hoa mác rồi anh nhá. Cái này nó là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo, cho nên là cái mặt hoa của nó sẽ không chắc chắn được đâu. Thì có một số những cái mặt hoa mác là một cái mặt hoa thì tím đậm như này ạ. Đây trồng chính là trong cái chậu này luôn đây ạ. Trồng chính là trong cái chậu này luôn. Nó ra hoa bói đây ạ. Nó ra hoa bói như này. Ra hoa bói như này. Còn một chậu thì đây. Một chậu thì nó lại môi trái tim như này. Một số các cái mặt hoa bói. Còn đây là một cái chậu bói mới nhất đây ạ. Đây. Thì một lưỡi trái tim và môi tuyết như này nhá. Sắp có hoa rồi anh nhá. Cái này thì hoa xuân, hoa Tết nha anh nhá. Sắp có hoa. Đây chỉ cho mọi người xem những cái mắt nụ nó đã sưng này. Đây. Nó đều đã sưng những cái hạt gạo như này rồi nhá mọi người. Nó đều những đang sưng hạt gạo ở các cái mắt lá này rồi nhá. Chậu này là em chốt 230k này. Anh ơi là hàng hạt anh Ngọc Hòa Orchid ơi. Hàng hạt anh nhá. Hàng hạt anh ạ, không phải là hàng mô đâu ạ, hàng hạt. Đây. Cây năm cánh trắng mũi hồng thì đây ạ. Cây này như thế này nhá. Khá là dài rồi đấy. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em với. Đó. Đây. Chậu này 230k có bác nào chốt này. Chào anh Nguyễn Ngọc Long. Cho anh một chậu. Anh Nguyễn Tú ơi, anh lấy hai chậu đi cho nó rẻ. Em ở Hà Nội nhé. Anh Nguyễn Tú ơi, anh lấy chậu này nhé. Anh Nguyễn Tú lấy chậu này 230k nhé. Anh ok chậu đấy 230k, không thì lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé.
Thôi em vẫn nóng, để cho em quạt số to lên đi. Em ở Hà Nội, anh Nguyễn Trung Khánh ơi. Anh Tú ơi, anh mua Tú ok chậu này 230k không? Cho anh một chậu mà không biết là cho anh chậu nù hay là chậu, chắc anh đang hỏi chậu nù lấy chậu nù đúng không? Ok, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá, anh Tú nhá. Anh Nguyễn Tú. 230k. Ô đưa băng dính cho em với. Sao chị lại không thấy phím chia sẻ? Hay là chị bị khóa phím chia sẻ rồi? Khổ ghê đó. Em chào anh Lục Hoàng Hoàng. Anh Lục Hoàng Hoàng ơi, nhờ anh Lục Hoàng Hoàng chia sẻ bài giúp em với. Bán hết hàng để mai còn đi thi nào. Rồi em nhận số điện thoại của anh Tú rồi nhá. Em nhận số điện thoại của anh Tú rồi. Cây của anh thì em sẽ dán tên cho anh nên anh không sợ bị nhầm đâu. Anh có muốn chụp ảnh không? Anh Tú có muốn chụp ảnh không anh Tú ơi? Đây em nhận số điện thoại của anh Tú này, 0979 1188. Anh ơi em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá, 0979 1188 297. Anh lên địa chỉ cho em với nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp đấy ạ. Anh có chụp ảnh thì anh chụp này. Đây có tên của anh ở đây rồi. Đó. Nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Bao giờ lên 200 người xem thì mình chơi game nhá. Mọi người chia sẻ giúp em lên trang cá nhân, lên hội nhóm với ạ. Chào anh Cường Ngô Minh, chào anh Nguyễn Văn Tuấn. Chia sẻ giúp em lên trang cá nhân, lên hội nhóm nhá. Tiếp tục em lên một chậu nữa này. Tục lên một chậu nù nữa, chậu này 3 mầm nhá. À, anh Lâm Đạo Hải ơi, cây này chậu nù này là cây nù Di Linh Lai với cây Đại Ý Thảo anh nhá. Thế mang cho anh luôn. Anh ở đâu hả anh Tú? Anh ở đâu? Để ship đến bây giờ em gửi ship mang cho anh luôn. Cho em địa chỉ đi. Anh có lấy thêm chậu mũi hồng không? Chậu mũi hồng em đang bán rất là rẻ này, 180.000 hai chậu thôi. Bán 180.000 hai chậu nhá. Tiếp tục em thích, ai thích nù nữa. Nhà anh ở Mai Dịch cả rồi thì em mang luôn. Ở ngã tư Nhổn, gần ngã tư Nhổn nhá, đi qua ngã tư Nhổn nhá anh. Đây, tiếp tục này. Chậu nù mọi người nhìn này, chậu này nù nứt áo luôn nhá. Đó, cái dòng nù nứt áo là bây giờ đang rất là hot đấy ạ. Đây, các cái hạt gạo đều đang lên ở các cái mắt lá rồi đây, mọi người sẽ được nhanh được ngắm hoa bói thôi ạ. Anh Văn Hùng ơi, cái này thì nó là cái cây lai ấy, cho nên là nó rất là nhiều biến dị. Nó là cây lai cho nên nó nhiều biến dị lắm. Nên là em sẽ không thể nào mà bảo hành chuẩn mặt hoa từng chậu đâu. Em chỉ có thể cho anh xem một số những cái mặt hoa bói đã nở tại vườn thôi nhá. Ví dụ đây là một mặt hoa này, thì có những cái mặt hoa nó tím đậm như này. Mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem thì mình chơi game nha. Đây ạ, có những mặt hoa nó tím đậm cả lưỡi cả cánh như này. Có những mặt hoa thì cánh nó lại dài hơn và tím nhạt như này. À vậy thì chắc là chị phải vào trang cá nhân của em. Ba chậu mũi hồng bao nhiêu? Ba chậu mũi hồng thì chỉ 250k thôi anh ạ. Đây, có chậu thì nó lại như thế này. Đấy, và còn có một chậu này rất là đặc biệt, nhưng em nghĩ chậu này nó phải là cái dạng gọi là đột biến thì nó mới ra được cái chậu này, đó là môi tuyết trái tim cánh viền này. Nhưng mà em nghĩ cái chậu này hơi khó, vì cái chậu này nó phải đột biến thì mới có thể ra được cái mặt bông nó đặc biệt như này. Còn phổ biến thì có thể là ba cái mặt hoa mà em giơ cho mọi người xem đấy ạ. Còn nếu xem lại ở trạng thái bạn bè thì không chia sẻ được. Thế chị làm sao để xem ở trạng thái công khai rồi chia sẻ? Dạ vâng anh Tú nhé, ba chậu mũi hồng. Hello gà trọi học chơi. Anh ở Mai Dịch này. Đóng hàng cho gà trọi học chơi rồi thì đã gửi nha. Tiếp tục em lên một chậu nù nữa này. Chậu này, thân này chuẩn bị cho hoa bói rồi nha mọi người. Thân này chuẩn bị cho hoa bói này. Còn đây các cái mắt nụ này cũng sắp có hoa hết rồi nhé. Có lên, nó lên những cái hạt gạo, những nứt hạt gạo ở đây rồi. Đấy, chậu này cũng ba thân luôn. Chậu này ba thân này. Ôi còn lá tím viền nữa cơ. Còn lá tím viền nữa cơ mọi người ạ. Dạ vâng. Dạ vâng anh Trung Hiếu nhé. Anh ơi, cây năm cánh sáu mũi hồng đây thì em ở đây em có khoảng hơn 1.000 cây.
Còn đây là một số những cái cây lấy ra cho mọi người xem đây. Mọi người thích chốt bao nhiêu thì cứ báo số lượng rồi em chốt cây, em tìm cây đẹp cho nhá. Chậu thì nó sẽ như thế này ạ. Cây khá là to, thân xanh sạch tuyệt đối nhá mọi người. Thân xanh sạch tuyệt đối. Cho ba chậu 3 x 2, cho anh 3 chậu 3 x 2 này. Anh Nguyễn Trung Khánh ơi, có nghĩa là đấy là ba cái chậu mà hoa mát mà nó đã ra được thôi. Còn mỗi cái chậu này thì nó sẽ có những cái mặt hoa khác nhau ấy, nó có thể là giống đó hoặc là khác đó một xíu xiu. Anh hiểu ý em không ạ? Là nó đã từng sổ ra những cái mặt hoa như vậy đối với những cái cây cùng lô. Rồi ok, cả ship 500k anh nhé. Ok anh. Dạ. Chào anh Đỗ Hợp ạ. Anh Xuân Lâm đất tổ ơi, dễ thuần mà bình thường cái này nó phát triển nhanh lắm. Phát triển nhanh và phát triển tốt lắm. Bình thường em đang bán hàng rừng ấy, em đang bán hàng rừng nhưng mà bữa nay trời chuyển lạnh rồi, hàng rừng nó khó trồng. Vâng, em mang luôn đây. Anh ơi gọi Tâm để ship hàng cho mấy người ở Hà Nội. Em chào anh Hiếu. Đây, chậu này em cũng chốt 230k luôn này. Ba thân nhá. Vâng anh Tú nhá, em mang luôn cho anh trong chiều nay nhé. Em chào anh Lê Đông ạ. Vâng vâng, tí nữa là anh nhận được thôi ạ. Đây, tí bị bạn ship nhà em đến sẽ đi một số đơn Hà Nội thì trên cung đường nhà anh đầu tiên luôn. Chậu này em cũng chốt 230k luôn nha. Ai thích nụ u nữa thì chốt cho em chậu này này. Chào anh Tiến Vũ, chào anh Nguyễn Duy ạ. Nụ u luôn. Mà mọi người sắp được ngắm hoa rồi. Đây nha, nó đều đang có nứt các cái hạt gạo ở mắt lá rồi đấy ạ. Của anh gửi chưa? Anh Kiên Đào là có một chậu. Anh ơi em đóng hàng. Em đóng hàng rồi anh ạ. Nhưng mà tí nữa mới gửi được, chiều mới gửi được anh ạ. Anh Trương Hiếu ơi, em bảo rồi, cái mặt hoa đấy thì nó là cái mặt hoa mang tính chất tham khảo nhé. Còn em không có bảo là cái chậu này nó sẽ ra được cái mặt hoa đấy, anh hiểu ý không ạ? Bởi vì đây nó là cây lai. Đây nó là cây lai, nó không phải là cây rừng, nó cũng không phải là ki. Cho nên là rất là khó để mà bảo hành cho mọi người. Bảo hành cho mọi người đến lúc về nó không ra thì rất là nói chuyện với nhau nó ngại. Đúng không ạ? Cho nên là em chỉ cho anh xem một số những con mặt hoa là cùng lô của nó đấy ạ. Cùng lô của nó thì nó ra được ra được ba cái mặt hoa này. Đây anh nhìn này, cái chậu đấy ạ. Cái chậu ở bên dưới nó chính là nó đấy ạ. À, hoa năm cánh trắng. Hoa năm cánh trắng cũng mang tính chất tham khảo nhá. Cũng mang tính chất tham khảo bởi vì là cây gieo hạt mà. Nhiều khi con anh, nhiều khi nó cũng không giống anh tầm 100%. Đây anh nhá, em có bao ship về Nghệ An với đơn 5 cây mũi hồng nhá, anh Tuấn Phan ơi. Bán rẻ anh 200k. Anh ơi, em bán rẻ cho anh 220k nhá. Em vừa bán 230k một chậu, bây giờ bán rẻ quá vậy làm gì có công của anh. Còn phải đóng hàng nữa chứ, riêng cái hộp đóng hàng cho mọi người là mua đã mất 3.000 rồi. Em mà bán rẻ cho anh bây giờ là anh Tú, anh ấy kiện đây này, 220k nhá. Anh có ok thì lên số điện thoại để chỉ cho em. Thật mà em không có lời lãi nhiều đâu. Cho nên là mọi người trả giá nhiều và em buồn lắm. Anh Tuấn Phan ơi, 5 chậu mũi hồng này em bao ship về Nghệ An cho anh nhá. Còn chậu to này thì mọi người tự trả ship đi, em không có lãi nhiều đâu ạ. Cho nên là không bao ship được. Nhỏ nhỏ này thì còn bao ship chứ anh. Ông chú ở Viettel ông ấy nghỉ làm rồi. Đây anh ơi. Đây anh nhá. Em vừa bán 230 thì giờ lại bán 200k chậu tương tự, bán sao anh? Thế anh lấy chậu này 200k nhá, lấy chậu nhỏ hơn xíu 200k nhá. Lấy chậu hai mầm thì 200k nhá. Kiện hết chậu được. Thật đấy, anh cái kiện bây giờ 200k cũng được. Em bán cho anh chậu 200k này, nhỏ hơn một xíu. Anh có ok thì lên số điện thoại địa chỉ cho em. Mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem đi để mình chơi game nào. Có một cái kỳ hoa cánh bầu tặng cho mọi người đây.
Có một cái kỳ cánh bầu tặng cho mọi người đây. Sắp có hoa bói rồi. Anh Thanh Hải. Rồi ok, em chốt cho anh Thanh Hải nhá. Của cậu là 3 chậu cánh trắng với một cái đơn 170. Hôm qua mình đang bán sale ấy. Rồi ok, em chốt cho anh Thanh Hải này. Anh Thanh Hải ơi, em chốt 220 thôi nhá. Nói là 220 rồi. Em chốt 220 thôi ạ. 0984 0984 722 544. Rồi anh nhá, anh lên cả địa chỉ cho em anh Thanh Hải. Anh Văn Hùng ơi, anh chết là anh Văn Hùng, chốt sau để em lấy chậu khác cho anh nhá. Anh Trung Nguyễn ơi, cây nụ tinh linh like cây đại ý thảo nhá. Em chỉ bao ship cây nhỏ thôi nhá, bao ship cây nhỏ 5 cây 500k bao ship ạ. Anh Cường Trần ơi, có bán lan để mua lấy sớt với lại mẹt đâu anh. Lãi chút xíu đau cháo qua ngày thôi anh. Anh chả thấy em bao ship nữa thì em sống sao. Lên tiếp làm cái tràng mũi hồng đây. Đằng sau em là cả nghìn ngàn cây đây ạ. 1000 cây đằng sau lưng em nhá. Đây, chậu 5 cánh trắng mũi hồng đây. Hàng hôm qua em gửi chưa? Anh ơi em đóng rồi nhưng mà chiều nay mới gửi cơ. Chốt kỳ đi em. À không ạ, kỳ này em để lên 200 người xem em sẽ chơi game nữa, em không có bán kỳ đó. Chuẩn bị đi gửi đấy ạ. Đóng hàng xong hết rồi. Sáng nay phải có cậu em trai hỗ trợ nhân lực mới đóng hết được hàng cho mọi người đấy. Mấy trăm đơn, chóng mặt luôn. Đây ạ. Đang có nứt hạt gạo rồi nhá, chậu này to này, chậu này to mà có 3 mầm này. Ai thích lá tím thì lấy chậu này nhá. Em chào anh Lợi Đặng. 5 cánh trắng em chỉ có mũi hồng thôi anh Quốc Bé nhá. Đây, anh Quốc Bé đây ạ. Chậu cây như này nhá. Chậu cây như này. Em bán là 180.000 hai cây nhá. Đây. Đây ạ, ai thích lá tím thì có chậu này nhá. Chậu này em bán là 240k này, 3 mầm. Một mầm đăng lên rồi. Chậu nhú luôn. So với ngón tay cái. Em cũng không thích ai mà cứ hỏi là có bao ship hay không đâu anh Cường Trần ạ. Bán hàng online bây giờ tất cả mọi người đều phải làm việc để mang hàng đến cho anh. Ở đây mọi người phải đóng hàng bưu điện, người ta phải làm việc thì mình phải trả phí cho người ta chứ anh. Cuộc sống mà, nó là sự tương tác qua lại. Chứ anh cứ hỏi có bao ship không để làm gì, em không bao ship nhá. Chào anh Hưng Lê ạ. Đây chậu này em chốt 240k ạ. 240k cho 3 mầm nhé. Chậu này lá tím này. Ai mà thích lá tím thì lấy chậu này rất là đẹp luôn. Lựa cho anh 2-3 chậu. Ok. Anh Phương ơi vâng nhá. Em lựa cho anh luôn 2-3 chậu. Lựa anh thích chậu nhiều thân hay là chậu ít thân, đổi cho anh lấy chậu đó. Rồi ok anh Tú ạ. Em đổi cho anh lấy chậu này luôn. Rồi ok anh Dũng Phạm nhé. Anh Dũng Phạm lên số điện thoại địa chỉ cho em với. Anh Tú này. Đây đổi cho anh luôn rồi nha. 240k này. Chậu ít thân cũng được. Vậy em lấy cho anh ít thân mà dài nhé. Anh thích màu tím. Tím mộng mơ. Anh Thanh Hải ơi, anh Thanh Hải lên địa chỉ cho em với. Anh Thanh Hải lên cho em địa chỉ nhá. Anh chậu mập ít thân cũng được. Vâng, em ở Hà Nội, anh Thành Cót ơi. Anh Dũng Phạm hai chậu mũi hồng. Anh Dũng Phạm hai mũi hồng cây thẳng. Ok, em sẽ lấy cây thẳng cho anh nhé. Về cái này anh cứ cắm cái que lên là nó sẽ mọc thẳng đấy. Vâng, hàng này là hàng lai nhá. Hai mũi hồng cây thẳng. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em anh ơi. Hàng này là hàng lai anh Thành Cót ạ. Địa chỉ anh inbox. Em còn không có không còn địa chỉ của anh à. Vâng anh Thanh Hải ơi, em nhận địa chỉ của anh rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh Dũng Phạm ơi, thế à? Thế chắc là em
Để em xem nhé, hay anh cứ cho em lại đi cho chắc. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá anh nhá. À đây anh Dũng Phạm. Đây anh Dũng Phạm ơi, em có địa chỉ của anh rồi. 0912 612 183. Anh Thành ơi, chọn giúp em 3 chậu thân mập dài cho anh Phương Nguyên với. Anh qua chọn lên mấy chậu anh? Vâng, qua chọn lên mấy chậu anh? Anh Thanh Hải, số nhà 258 đường Nguyễn Trãi. Đây bây giờ em phải ghi để cho mọi người đóng hàng giúp, chứ bây giờ em không có thời gian nữa cơ. Phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây. Anh Phương Nguyên ơi, em lấy cho anh 3 chậu mập u nhé. Ít thân cũng được mà mập ú u này, to mập ú u luôn. 5 chậu nhỏ mấy em? 5 anh Trang. 5 chậu nhỏ là em bán là 500k, nhưng mà em sẽ bao ship cho anh nhé. Anh Phương ơi, đây em lấy cho anh 3 chậu này là 600k luôn đi. 3 chậu 600k luôn. Anh ơi, hàng Việt Nam không phải là hàng Đài hay là hàng Thái nhé. Hàng lai của Việt Nam mình không phải là Đài hay Thái đâu ạ. Anh Phương ơi, 3 chậu dài nù này được không anh? 3 chậu nù này 600k luôn anh nhé. Chậu này còn nù hơn nữa. Nếu mà không bao ship thì là 450k 5 chậu anh Tuyến nhá. Em nói thật là em không có lãi nhiều đâu. Anh Phương Dung ơi, được không anh? 3 chậu này được không anh? 600k 3 chậu này luôn. 3 chậu mập. Cái này mập lắm anh ạ. Mập ú hù u luôn. 600k 3 chậu. Anh Tuyến ơi, 450k 5 chậu nhá. Đấy em coi như là nếu mà không muốn bao ship thì em bớt 50k. Anh chị, em chào anh chị Ngọc Lâm, chào anh Giang Thanh, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhé. Anh Phương Nguyên ơi, 3 chậu dài nù này được không? Của anh bao nhiêu đấy? Anh Dũng Phạm ơi, của anh 180k thôi ạ. 180k 2 chậu mũi hồng thôi ạ. Anh Phương Nguyên đâu rồi? Đâu rồi anh Phương Nguyên ơi? Không thấy anh đâu. Có mặt hoa cây mẹ thôi anh nhá. Cây này cây gieo hạt mà. Đây anh nhá. Hàng chậu đen. Hàng chậu đen là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhá. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo ạ. Đây. Nù u luôn. Mọi người ơi, cây này nó không phải là cây trầm đâu nhé. Có một số trên thị trường bây giờ người ta cũng bán rất nhiều cây nù lắm, nhưng mà nó là cây trầm Paraxy. Đây cho mọi người xem, nó là cái cây trầm Paraxy này. Đây nó là cái cây trầm Paraxy này nhé. Lá nó rất là to bản và mỏng nữa. Mỏng và nó không có dày lá như là cây giả hạc đâu ạ. Đây, nó cũng nù nhưng mà nó không phải là cây giả hạc nhé. Còn đây là cây giả hạc lai, cây nù di linh lai với cây đại ý thảo này. Đây mọi người nhìn, lá như lá nhựa luôn ạ. Lá như lá nhựa luôn nhé. Chậu này em bán là 220k. Chậu hai thân này em bán là 220k. Có mặt hoa tham khảo anh ơi, cùng với cái lô này có 2000 cây nhé. Thì đã có 4 mặt hoa sổ ra rồi, nhưng mà em nghĩ là chỉ có 3 mặt hoa này là phổ biến thôi. Một này, một mặt hoa tím đậm này. Hai là mặt hoa lưỡi trái tim này, tím nhạt hơn này, họ lưỡi trái tim này. Và một cái mặt hoa là môi tuyết. Đó.
còn có một cái mặt hoa này. Có một cái mặt hoa này thì giá của nó cũng khá là mắc. Giá của nó cũng khá là mắc. Mà em nghĩ là chắc là nó sẽ không sổ được nhiều cái mặt hoa này đâu ạ. Cái này nó mang tính chất là hơi hơi gọi là đặc biệt quá rồi. Đặc biệt quá. Lưỡi bệt cánh viền nhá. Thì có được ra một cái mặt hoa đấy nhưng mà em nghĩ là hơi khó. Ba cái mặt hoa đầu tiên em dơ thì là còn có thể. Đây, chậu nù này em chốt 220k này. Chậu nù này em chốt 220k nhá. Về mọi người săn mặt hoa không thấy gì. Không thấy gì, anh Đan Đừng Phương Huỳnh ơi, không thấy gì là sao anh? Không thấy gì là sao? Đây, chậu này 220k. Ai thích nú u thì chốt chậu này này. Nhờ mọi người chia sẻ bài cho em lên 200 người xem mình chơi game nha. Đây ạ. Nú u luôn. Chào anh Trường Nguyễn Văn. Không anh Khánh Duy ơi, cây này là cây hạt không phải là cây mô đâu anh. 5 cánh trắng mũi hồng, à đây. 5 cánh trắng mũi hồng chốt 200k rồi đâu. Rồi ok, em chốt 200k dồn đơn cho anh cho nhanh nhá. Bán này thì chắc là sắp bị đuổi việc rồi mọi người ơi. Vâng, em gửi luôn. Em gửi luôn đây anh ạ. À, trong chiều nay là anh nhận được nha. Bạn Si bạn ấy đang đến rồi. Bạn đang đến rồi. Anh Văn Hùng ơi, em chốt rồi. Em chốt cho anh chậu khác nhá. Đây. Tiếp một chậu u nữa này. Tiếp một chậu u nữa. Chậu này thắp ngọn rồi, chuẩn bị xuống lá rồi nha mọi người. Chuẩn bị xuống lá có nụ rồi đấy ạ. Đây, các cái hạt gạo nó đã nứt ra như này. Chậu này đẹp lắm, chậu này kẻ chỉ nhiều này. Chậu này kẻ chỉ nhiều này. Đây, mọi người nhìn thấy không? Hạt gạo đang nứt rồi nhá. Chậu này kẻ chỉ nhiều ghê luôn đấy. Kẻ chỉ rõ rệt luôn. Đó. Anh Văn Hùng ok chậu này thì em cũng chốt cho anh 200k luôn này. Hai mầm ú u luôn. To như ngón tay cái. Gửi mặt hoa tham khảo cho anh luôn nhé. Dạ vâng. Chào, em chào anh Huấn ạ. Đây anh Văn Hùng có chốt chậu này 200k không này? Đây, em lên tiếp một chậu nù, siêu xanh sạch nhá. Anh Lợi Đặng chốt 200k, ok anh Lợi Đặng nhá. Anh Lợi Đặng hình như cũng ở Hà Nội hay sao ấy. Anh Lợi Đặng ơi, cho em xin lại số điện thoại anh với. Hả? Đổi số khác hả? Anh Lợi Đặng. Anh Lợi Đặng cho em xin lại số điện thoại nhé. Em gửi mặt hoa tham khảo cho anh rồi đấy ạ. Chốt cho anh chậu 200k luôn. Bán 200k thế này em sắp bị đuổi việc rồi. Đây, sổ đây cho mọi người đóng hàng này. Em chào anh Lan Hồ Xuân. Lấy quyển sổ khác. Ở trong đấy em đăng ký đến đơn thứ mấy rồi nhỉ? Em chào anh Xuân Thu nhá. Rồi ok anh. Ô, anh Lợi Đặng, em tưởng anh Lợi Đặng ở Hà Nội chứ nhỉ? Chắc em nhầm rồi, em nhầm rồi. Anh Xuân Thu ơi, em đây. Em ghi anh Lợi Đặng là số 4 rồi đúng không? Em tiếp tục lên một cây nù xanh sạch này. Anh nói đi em nghe này. Anh Hải Anh ơi, chiều em gửi cây cho anh nhá. Sáng nay bận quá, nhiều đơn quá, đóng không xoay, không có kịp luôn. Anh Cương Đinh ở Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh ấy. Đây ạ. Của anh ấy là 4 cây mà. Em chào anh Hải Anh đây, em lên tiếp một chậu nù xanh sạch này.
nú luôn nhá, mọi người nhìn cái mầm con của nó lên nó cũng nú luôn, mầm con mới lên cũng nú luôn. Cho chụp lại cây của anh. Ok anh, cây của anh là một cây kẻ chỉ rất là đậm luôn đấy ạ. Tầm 5 giờ lên 667 Nguyễn Văn Cừ được không? Dạ được anh Xuân Thu ơi. Tí nữa bạn ship bạn ấy sẽ mang cho anh luôn. Anh chụp đi anh Xuân Thu. À quên lộn, xin lỗi anh Lợi Đặng. Đây, về mà anh không thấy nó nù như ngón tay cái thì anh trả lại em cũng được. Đây em né né. Né né anh chụp chụp hình nhá. Anh ơi, đây là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh nhá. Cây nù di linh lai với cây đại ý thảo. Rồi em lên một chậu nú đang nứt hạt gạo này, mọi người cho mọi người xem này, Tết này là mọi người được ngắm hoa bói luôn nhé. Đây ạ, cái hạt gạo của nó sờ xa xa và nó thui chết đây, nhưng mà em sờ chắc không thui được đâu. Vâng, đơn của anh chốt từ hôm qua em biết rồi ạ, em đóng hàng rồi nhé. Đây em đóng hàng rồi đây, tí nữa bạn ship bạn ấy sẽ mang đến cho đi cho anh nhé. Đây cây nú này, cây này nù lắm luôn, nù nứt cái áo ra đây này, đang chuẩn bị được ngắm hoa rồi nha mọi người, ở tất cả các mắt của nó đều đang nứt hạt gạo rồi nhá. Đó, và chậu này đây mầm con lên cũng nú luôn. Chậu này em chốt 220k này. Anh Phương Võ ơi, cái này thì nó có ba cái mặt hoa tham khảo, nó có ba cái mặt hoa tham khảo thôi, nghĩa là cùng với cái lô này, cái lô gieo hạt này là có 2.000 cây thì là có một số cây hoa bói thì đây ạ. Một này, một mặt hoa là tím đậm như này nhá, tím đậm, tím đậm tím huế luôn, lưỡi gần như bệt, cái phần bên ngoài thì chưa bệt lắm này. Đó, tiếp nữa là một cái mặt hoa này, một cái mặt hoa lưỡi trái tim, lưỡi trái tim cánh khá là bay đấy, và một cái mặt hoa mới sổ nhất thì nó là môi tuyết như thế này ạ. Cây này với ba cây nhỏ chốt cho anh 500k. Rồi ok anh Nguyễn Minh Hiền nhá, chốt cho anh cây này với ba cây nhỏ là 500k đúng không? Rồi ok anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Anh Nguyễn Tú gộp đơn à? Anh ơi em lại chốt cho anh Nguyễn Minh Hiền mất rồi, để em lên cây khác cho anh gộp đơn nhá. Anh Nguyễn Minh Hiền lên số điện thoại địa chỉ cho em với. Alo. Cây năm cánh trắng. Anh Tú ơi em lại bán cây này mất rồi, để em tìm cho anh một cây đẹp khác nhá. Về phường Dương Nội à? Một chậu cộng với 3 mũi hồng. Phường Dương Nội ngoài đất ạ. Anh Hiền lên số điện thoại địa chỉ. Anh ơi em lại nhìn thấy anh Hiền chốt trước, hay là em chốt em tìm cho anh một cây khác nhá. Rồi ok anh Hiền. Anh Tú ơi để em tìm cho anh Tú một cây khác. Vì là nó ngược đường nhá. Anh Hiền. Vâng. Anh ơi cây này là cây nù di linh lai với cây đại ý thảo anh Hải Bùi ạ. Đây em còn nhiều chậu nù lắm. Có hai có 2.000 chậu cơ, nhưng mọi người cứ tha hồ chậu. Cái cậu xin em thì cậu chỉ chạy trong phố thôi ấy. Còn quanh đấy còn lại cái được được em gửi lưu cho anh thì cũng sáng mai gửi thứ ba nhận. Sáng mai gửi cùng ngày thứ ba nhận mà. Sáng thứ ba nhận. Đây để em chọn cho anh một chậu nù nhá, nhiều lắm. Nù luôn. Đây một chậu tương tự luôn. Đây may quá lại có cái chậu giống chứ. Anh Tú chờ em tí nhá, may quá có cái chậu này giống này. Rồi, cho anh ba cây nhỏ đẹp, anh yên tâm ạ, em sẽ chọn cây đẹp cho anh nhé.
Anh Tú ơi, chậu này 230, 220 cho anh Tú luôn này. Đủ cho anh chưa? Chọn rồi mà anh Thanh, của anh có hai chậu chọn rồi mà. Anh Tú ơi, chậu này giống như chậu y như chậu kia nhá. Cũng một thân nú với cả một mầm nhá. Với cả một mầm nú này. Rồi ok anh Tú này. Anh ơi, đóng cái đơn này cho anh Tú để cho bạn cho Tâm đi đã. Ở đây em ơi, anh Nguyễn Tú đơn đầu tiên luôn đấy. Vào đây em. Đây của anh ấy là một cái chậu nú lúc nãy với một chậu này với ba chậu cánh trắng thân thẳm. Xong rồi anh ạ, à, đây hàng của anh đi luôn bây giờ nhá. Hello em. Đây em lên tiếp một chậu này. Em lên tiếp một chậu này. Vâng, đây bạn ấy đi. Anh Thành anh không. Cây đấy là cây mẫu rồi mà anh. Đây chậu này nhá, chậu này rất là đẹp luôn này. Chậu này thì là thân nó xanh kiểu xanh vàng ấy. Lá thì lá tre nhá. Lá tre này. Và nó các cái đơn nhỏ thì có đơn nào có, có. Sáng nay đơn nào nhỉ? Tổng là 700k. Vâng, anh đưa sổ thì em chỉ cho. Đây chậu này thì em chốt 200k nhá. Kẻ chỉ tím luôn này. Cái này kẻ chỉ tím nhá. Chậu này 200k này. Đây đơn này. Ba chậu này với một cái chậu này nhá. Mọi người chờ em tí ạ, em sẽ chỉ đơn. Đây ba chậu mỗi hồng đấy. Đấy một chậu đấy là một này. Với một đơn hai chậu cánh trắng. Một đơn hai chậu cánh trắng với đơn số 56 này. Mọi người chờ em tí nha. Có mặt hoa không em? Anh ơi chỉ có mặt hoa mát thôi anh ạ. Long Biên em có đi được không ở Tâm? Có. Ok. Mọi người chờ em tí, chờ em 2 phút nha. 150. 150 em không gộp đơn được đâu anh ơi. Gộp đơn 180 cho anh nhá. Anh dạ vâng anh Tú nhá. Anh Lợi ơi, 180 em gộp đơn cho anh luôn đây này. Anh trả em 150 thì em đi chốt đây. Khổ ghê vậy đó. Đây có thể còn tầm 4-5 đơn nữa. Nguyễn Văn Cường đây này. Đấy với đơn của anh Tú nữa thôi. Đây em đánh dấu trong đây rồi nhá. Một đơn hai cây cánh trắng nữa. Một đơn hai cây cánh trắng. Anh Lợi Đặng ơi, đây em quay trở lại rồi đây. Chậu này 180k em gộp đơn cho anh luôn nhá. Bán hàng xông xênh thế còn gì nữa. Anh Tú ơi, vâng đi luôn đi anh Tú. Chào chào Thịnh nhá. Em chào anh Long Ngô. Đây, cây năm cánh trắng mũi hồng gì đây ạ? Cây năm cánh trắng mũi hồng đây nhá. Đây, cây năm cánh trắng mũi hồng đây. Em bán là 180.000 một cặp này, 180.000 một cặp. 3 cây thì là 250.000 nhá. 250.000. Cái chậu mũi hồng này nó phát triển nhanh lắm, nó nhanh ra hoa và nhanh ra ki hơn là những cái dòng lai bình thường đấy ạ. Đây nó nhỏ như thế này nhưng mà nó đã có khả năng là cho ra ki rồi ạ. Dài thêm một tí siêu nữa thôi là đã có khả năng ra ki rồi này. Đấy. Và ở các cái mắt này đều nứt hạt gạo hoa bói rồi nhá. Đây nhá mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Nó ra ki sớm, ra hoa sớm lắm. Nên là mọi người không có mất thời gian lâu để mà chờ hoa bói đâu, mọi người sẽ được ngắm hoa bói nhanh. Anh ơi đây là mặt hoa cây mẹ nhá. Em cho anh xem mặt hoa cây mẹ ở cây mũi hồng này. Mặt hoa cây mẹ ở cây mũi hồng đây nha anh. Cây năm cánh trắng mũi hồng này. Đây đây cây mũi hồng. Đóng đơn anh chưa? Anh ơi đóng rồi anh ạ. Đơn hôm qua là em đóng hết rồi nhá, chỉ có chờ chiều nay là đi thôi. Đây cây mũi hồng mặt hoa cây mẹ như này nhá mọi người.
Không ạ, à, em không bán 150 em ơi, nhé. Em này bao ship ạ? Ai? Bảy đơn tổng 700k. Đúng rồi. 500k bao ship gì? 700k đơn của anh là 700k. Anh người chú 700k. Vâng, thêm 3 chậu bánh trắng nữa. Thêm rồi đúng không em? Còn 2 chậu bánh trắng của anh. 2 chậu bánh trắng đấy của chị Nhung Trần Tuyết nữa đây chị. Sao đấy tiếp? Vâng. Nhung Trần Tuyết. Cái đấy là gì? Là đóng cả đơn của anh Xuân Thu này, anh Xuân Thu với cả anh gì ở đây em đánh dấu ở sổ đây. Chuẩn mặt hoa không em? Anh ơi, cây mẹ thì mặt hoa nó như thế nhá. Còn chuẩn mặt hoa hay không thì nó cũng còn tùy vào may mắn nữa, bởi vì là cây gieo hạt mà nhiều khi nó sẽ như giống như là bố mẹ mình với mình hoặc là mình với con cái mình ấy, nhiều khi nó cũng còn không giống nhau, cho nên là em không dám đảm bảo mặt hoa nhé, em chỉ có thể cho mọi người xem mặt hoa mẹ thôi, nhưng mà em dám đảm bảo là cái cây này nó khả năng ra hoa và ra ki rất là nhanh luôn. Nếu mà chuẩn mặt hoa như thế thì em không có bán giá đấy đâu ạ. Bình thường là em bán 100.000 một cây rồi, bây giờ anh trả 150.000 hai cây thì em chịu nhá anh nhé, em không bán được. Đây ạ, đây nha mọi người, nó chuẩn bị ra cho ra hoa bói đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó đều đang, các cái cây này đều đang thắt ngọn xuống lá, nứt hạt gạo hết rồi nhá. Đó, 150.000 hai cây thì không thể bán được, 180.000 anh ok thì em chốt cho anh ạ. Anh ok thì em chốt cho anh nha. Em chào anh Thắng Anh, anh Thắng Anh chia sẻ bài giúp em với. Em lên tiếp một chậu nú đây. Em lên tiếp một chậu nú u nhé. Cái này siêu nù luôn. Chả biết lấy cái gì để so nữa. Đây, cho mọi người xem này. Nú u luôn. Hả? Ai? Anh Minh Tú Mai Dịch là 700k hình như có cước rồi. Có sao? Cho xem hoa. Em vừa cho xem này. Chậu... hoa đấy chỉ là mặt hoa mẹ thôi nhá, không phải là cái cây này nó sẽ chắc chắn là ra được mặt hoa đấy đâu. Đây anh nhá. Nhưng Trần Tuyết là gì ở đâu nhỉ? Đây anh xem trong tin nhắn của em cả. Nhung Trần Tuyết với cả cái đơn ở đây, một cây với ba cây mũi hồng ở đây đóng chưa? Đấy là của anh Trung. Anh Trung đấy là anh ấy đã trả tiền rồi nhá. Anh Trung này. Đấy, ở đâu đây? Ở trong sổ trong tin nhắn đấy. Tên là cụ thể là gì? Anh cứ mở ra thì mở tin nhắn ra ngay cái đầu tiên ấy. Đúng rồi, cây gieo hạt anh nhá. Chào anh Nguyễn Thơm ạ. Chơi game có được đâu. Chơi game không được là bởi vì anh chưa trúng game chứ. Đây ạ, chậu nú u này em chốt 190k nhá. 190k chậu nú u này, chốt luôn không cần phải trả giá đâu ạ. 190k chậu nú u này. Ok chưa anh, chậu nú. Chậu đơn đấy anh cũng chuyển tiền rồi nhá, chỉ mang hàng đến thôi. Anh Thắng Anh có chốt tiếp chậu này không ạ? Chậu này em chốt là 190k này, nú u luôn. Mọi người chờ em tí nhá, chắc em phải tắt like để giải quyết một số cái công việc này đã, xong em sẽ like lại nhá. Mọi người chờ tí.